Bốn thời điểm ăn chuối rất độc, người tiểu đường phải biết để tránh ngay nếu không muốn đường huyết tăng cao. Kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, bệnh tiểu đường không còn là một căn bệnh xa lạ đối với chúng ta hiện nay bởi vì tình trạng phổ biến của nó, song chúng lại chưa được nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng, lượng thức ăn nạp vào cơ thể vào thời điểm và thời gian đó đã hợp lý hay chưa, đã phát huy được tối đa công dụng thức ăn của nó chưa. Trong chuyên mục sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị những lưu ý về 4 thời điểm ăn chuối rất độc người tiểu đường phải biết để tránh ngay nếu muốn đường huyết tăng cao. Các bạn hãy chú ý theo dõi video để biết điều này nhé. 4 thời điểm ăn chuối rất độc người tiểu đường phải biết để tránh ngay nếu muốn đường huyết tăng cao. Trong hầu hết các hướng dẫn chế độ ăn uống chung cho người bệnh tiểu đường đều khuyên nên thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, sử dụng trái cây. Chuối không phải là thực phẩm bị cấm trong chế độ ăn này. Chuối rơi vào nhóm trung bình cao. Tuy nhiên, trái cây này lại là một nguồn cung cấp phong phú các loại vitamin và khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Chúng bao gồm chất xơ, vitamin B6, vitamin C và kali, giúp kiểm soát cân nặng, ổn định huyết áp, giảm nguy cơ phát triển của các bệnh tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể. Bởi vậy, hoàn toàn có thể ăn chuối, nhưng cần chú ý ăn vừa đủ và đúng thời điểm. Chuối mang lại nhiều lợi ích như thế, nhưng ăn sai thời điểm sẽ mang lại tác dụng phụ, thậm chí gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Sau đây là những thời điểm người bệnh tiểu đường không nên ăn chuối, tránh gây hại đến sức khỏe, quý vị nhé. 1. Không ăn chuối khi đang đói. Khi bụng đang đói, nếu bạn ăn chuối thì sẽ làm cho hàm lượng magie và kali trong máu tăng đột ngột, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Ăn chuối khi đói khiến lượng magie trong cơ thể tăng đột ngột, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ức chế mạch máu, chướng bụng. Người ăn sẽ cảm thấy khó chịu trong cơ thể, không có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy, chỉ nên ăn chuối sau bữa ăn. Không những thế, vitamin C trong chuối còn làm cho cơ thể cảm thấy khó chịu, chướng bụng hoặc dễ làm cho dạ dày bị đau. Vì thế, chỉ nên ăn chuối sau khi bạn dùng bữa. Thời điểm ăn chuối tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 30 phút. 2. Không ăn chuối vào buổi sáng. Tránh ăn chuối chín vào bữa sáng hay lúc đang cần sự tập trung cao độ. Bởi thành phần serotonin trong chuối chín dễ gây buồn ngủ, ngay lập tức khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, không tỉnh táo, thiếu tập trung, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Dù chuối có nhiều chất xơ, magie, kali, vitamin C và vitamin B6, thì việc dùng chuối vào buổi sáng cũng cần được hạn chế. Vì thành phần serotonin trong chuối sẽ làm cho cơ thể cảm thấy buồn ngủ, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Do đó, hãy chọn ăn chuối vào bữa trưa hoặc bữa tối thôi nhé. Vì thời điểm này, hàm lượng chất serotonin sẽ phát huy tác dụng, giúp quý vị có giấc ngủ sâu, ngon và yên bình. Cuối cùng, một số người bị dị ứng nên tránh hoàn toàn. Nếu ăn chuối gây ra các triệu chứng như ngứa, sưng, nổi mề đay hoặc thở khò khè. Do đó, người tiểu đường không nên ăn chuối vào thời điểm này. 3. Không ăn quá nhiều chuối. Đối với người khỏe mạnh, chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả chuối mỗi ngày. Đồng thời, nên bổ sung các thực phẩm chứa một số chất dinh dưỡng mà chuối bị thiếu hụt như chất đạm và chất béo. Vì cơ thể cần phải sử dụng nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau để giúp cho mọi chức năng trong cơ thể diễn ra bình thường. Hơn nữa, tùy theo cơ địa của mỗi người và tình trạng sức khỏe mà việc bổ sung chuối trong chế độ ăn uống cũng được phân bổ sao cho hợp lý, tránh tiêu thụ quá nhiều calo mỗi ngày. 4. Không ăn chuối quá chín hoặc để lâu. Tránh ăn những quả chuối quá chín hoặc để lâu vì sẽ xuất hiện nhiều hợp chất như axit amin, tyramin và phenylethylamin gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn chỉ nên ăn chuối vừa chín tới,
không chỉ ăn ngon mà còn đảm bảo về chất dinh dưỡng. Nên ăn chuối đã chín vừa đủ, vì theo một nghiên cứu của Nhật Bản, vỏ chuối vàng sậm với nhiều đốm đen sẽ có tác dụng gấp 8 lần trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể hơn so với loại chuối còn xanh. Do đó, ăn chuối chín vừa đủ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho sức khỏe. 5. Ăn chuối khi tập gym. Thời điểm ăn chuối cho những người tập gym cũng mang lại lợi ích nhất định. Chẳng hạn, việc ăn chuối từ 30 đến 60 phút trước khi tập luyện giúp tối đa hóa hiệu suất cường độ tập gym. Tuy nhiên, ở một số người, việc ăn chuối trước và trong khi tập thể dục có thể gây ra cảm giác đầy hơi hoặc no, làm ảnh hưởng đến việc tập gym. Vì thế, tùy vào cơ địa mà bạn nên cân nhắc việc sử dụng chuối trước và trong quá trình tập gym. Ngoài ra, việc ăn từ 1 đến 2 quả chuối kết hợp với các thực phẩm giàu cáp sau khi tập gym càng sớm càng tốt. Trong vòng 24 tiếng sẽ giúp tăng cường sản xuất glycogen trong cơ, giảm viêm và hỗ trợ cơ thể sử dụng chất đạm tốt hơn để phục hồi sức khỏe sau khi tập luyện. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu nên ăn chuối vào lúc nào thì tốt nhất, cũng như những ai không nên ăn chuối để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, để đảm bảo có lợi cho sức khỏe, các bạn cần ăn đa dạng các loại trái cây khác để bổ sung nguồn dinh dưỡng dồi dào cho sự phát triển của cơ thể. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có lựa chọn hợp lý nhất cho chế độ dinh dưỡng của mình. Phần 2. 4 cách ổn định đường huyết bền vững, không lo tăng giảm thất thường. Lý do khiến đường huyết không ổn định ở người tiểu đường. Có nhiều nguyên nhân khiến đường huyết không ổn định, nhưng phổ biến nhất là tình trạng kháng insulin hay sử dụng insulin kém hiệu quả. Điều này khiến cơ thể gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh để đường huyết luôn trong ngưỡng an toàn. Ngoài ra, một số thay đổi trong quá trình điều trị cũng có thể khiến đường huyết của bạn tăng giảm thất thường. Điển hình như sử dụng không đủ hoặc quá liều thuốc điều trị, chế độ ăn quá nhiều tinh bột, đồ ngọt hoặc ăn kiêng quá đà, tập thể dục không thường xuyên hoặc gắng sức quá mức, stress căng thẳng, sử dụng chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá, sốt, nhiễm trùng. Vậy làm thế nào ổn định đường huyết bền vững, không lo tăng giảm thất thường? Các bạn có thể tham khảo 4 cách sau của chúng tôi nhé. 1. Dùng thực phẩm ổn định đường huyết. Thức ăn, thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ đường trong máu. Vì vậy, ăn gì để ổn định đường huyết cũng rất quan trọng. Để giữ chỉ số này trong ngưỡng an toàn, người bệnh nên lưu ý hơn trong việc xây dựng thực đơn. Cụ thể là chọn rau xanh lá và trái cây ít ngọt, hạn chế khoai tây, củ cải đường, mít, sầu riêng, nhãn, vải, trà là, hoa quả đã sấy khô. Thay thế tinh bột đã tinh chế trong cơm trắng, bún, phở, mì bằng các loại hạt nguyên cám như yến mạch, gạo lứt, lúa mì đen. Ăn protein nạc từ cá, thịt gia cầm bỏ ra, hạn chế thịt có màu đỏ và nội tạng động vật. Tránh xa nguồn chất béo xấu từ mỡ, da động vật. Thay vào đó là sử dụng chất béo tốt có trong dầu ô liu, hướng dương, dầu vừng, lạc. Chọn sữa ít béo, ít đường. Hạn chế bia rượu, có thể uống trà xanh nhưng nên uống vừa phải. 2. Duy trì lối sống lành mạnh. Thói quen sống khoa học giúp làm chậm quá trình kháng insulin ở người tiểu đường. Vì vậy, hãy dành tối thiểu 30 phút mỗi ngày để tập các bài thể dục cho người tiểu đường. Bỏ hút thuốc lá, duy trì tâm lý lạc quan, đi ngủ trước 23 giờ, thức dậy khoảng 6 giờ sáng và ngủ đủ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. 3. Sử dụng thảo dược giúp ổn định đường huyết. Đã từ rất lâu đời, việc sử dụng các loại thảo dược, cây thuốc nam trị tiểu đường cũng được xem là một cách ổn định đường huyết tự nhiên và ngăn chặn sự phát triển của biến chứng.
Sự cấu tạo kỳ diệu của tự nhiên đã giúp cho các thảo dược như nhầu, mạch môn, hoài sơn có thể tác động lên chu trình chuyển hóa đường trong cơ thể, từ đó giữ cho lượng đường trong máu luôn ổn định trong ngưỡng an toàn. Đặc biệt, khi kết hợp những thảo dược này cùng với hoạt chất axit alpha lipoic cũng có thể giúp việc ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường trên gan, thận, thần kinh, tim mạch, mắt đạt hiệu quả tối ưu hơn. 4. Dùng thuốc điều trị đúng hướng dẫn. Cùng với tiến bộ của y học hiện đại, ngày càng nhiều nhóm thuốc điều trị tiểu đường ra đời. Những nhóm thuốc ổn định đường huyết này có tác dụng lên từng giai đoạn của quá trình chuyển hóa đường như giảm hấp thụ gluco tại ruột non, kích thích tuyến tụy tăng tổng hợp insulin, tăng sử dụng gluco ở tế bào đích, tác động lên hoạt động của gan hoặc ngăn ngừa tái hấp thu đường tại thận. Khi được kê đơn thuốc, người bệnh nên dùng đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, cần lưu ý, thuốc chỉ có tác dụng với những bước chuyển hóa đường nhất định. Vì vậy, bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện ngay sử dụng thảo dược có được hiệu quả ổn định đường huyết bền vững nhất. Kiểm soát đường huyết là một hành trình lâu dài và đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì áp dụng cách ổn định đường huyết kể trên, đường huyết của bạn sẽ sớm về ngưỡng an toàn. Phần 3. 6 bài tập làm hạ đường trong máu giúp người tiểu đường kiểm soát đường huyết. Có nhiều bài tập làm hạ đường trong máu cho người bệnh tiểu đường, làm người bệnh nên lựa chọn tập luyện thường xuyên như 1. Chạy bộ. Chạy bộ giúp cải thiện độ nhạy của cơ thể với insulin, đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường type 2, chống lại tình trạng kháng insulin, tăng cường sức đề kháng, giảm cân. Khi chạy trong thời gian dài hơn 60 phút, nguy cơ hạ đường huyết có thể xảy ra. Để phòng ngừa, người bệnh nên mang theo viên nén gluco hoặc đồ uống có đường. Ngoài ra, người bệnh nên thông báo cho người thân hoặc đem theo giấy tờ y tế có liên quan hoặc có bạn đồng hành chạy bộ sẽ tốt hơn. Nếu người bệnh có mức đường huyết quá cao ngay từ đầu, tình trạng mất nước có thể xảy ra, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng. Do đó, cần kiểm tra lượng đường trong máu ở mức ổn định, khoảng 7-10 mmol/lít trước khi bắt đầu chạy bộ. 2. Yoga. Người bệnh tiểu đường tập yoga giúp giảm căng thẳng, kiểm soát tình trạng bệnh. Nếu mức độ căng thẳng tăng cao, lượng đường trong máu sẽ tăng theo. Do đó, người bệnh tiểu đường nên tập yoga để giúp tinh thần thoải mái hơn, giảm bớt các triệu chứng trầm cảm ở người lớn bệnh tiểu đường type 2. Người bệnh có thể thực hiện tập yoga càng nhiều lần càng tốt. 3. Bơi lội. Bơi lội là bài tập thể dục tốt cho người bệnh tiểu đường type 2, không gây áp lực lên các khớp trong cơ thể. Bơi lội giúp cơ thể giảm bớt căng thẳng hơn so với đi bộ hoặc chạy bộ. Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ cho biết, bệnh tiểu đường type 2 dẫn đến các biến chứng ở chân, bệnh thần kinh. Người bệnh thần kinh do tiểu đường có thể mất cảm giác ở bàn chân nên mua giày chống nước để bảo vệ chân trước khi bắt đầu bơi. 4. Khiêu vũ. Người bệnh tiểu đường có thể tự tập khiêu vũ hoặc khiêu vũ với một số đối tác. Việc chuyển động theo âm nhạc sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các hình thức khiêu vũ đều có thể áp dụng tình trạng kháng insulin, kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện tâm trạng và mức năng lượng. Khiêu vũ được coi là bài tập chịu trọng lượng, giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, mật độ xương. Người bệnh tiểu đường dễ tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương, có nhiều khả năng gãy xương hông, bàn chân, cột sống hơn những người không mắc bệnh. Khiêu vũ giúp cải thiện sức khỏe của xương, chống lại tình trạng mất xương, cải thiện tâm trí, giảm căng thẳng. Do đó, người bệnh nên tập thể dục thường xuyên để củng cố xương, ngừa loãng xương và bảo vệ sức khỏe tinh thần tốt hơn. 5. Gym cường độ thấp. Người bệnh tiểu đường có thể duy trì lối sống lành mạnh, năng động bằng cách tập gym với cường độ thấp, vừa sức
tại phòng tập thể dục với nhiều loại thiết bị thể thao hiện đại giúp người bệnh khỏe mạnh hơn. Khi tập thể dục, người bệnh cần quan tâm đến vấn đề về biến động lượng đường trong máu. Hạ đường huyết có thể xảy ra trong khi tập thể dục hoặc sau khi tập, hoặc đó vài giờ. Một số trường hợp sau khi thời gian ngắn hoặc gắng sức cũng khiến lượng đường trong máu tăng cao, tăng đường huyết. Tuy nhiên, thời gian luyện tập càng lâu thì lượng đường trong máu có nhiều khả năng giảm hơn. Người bệnh đang dùng thuốc hạ đường huyết, thuốc uống hoặc insulin nên kiểm tra lượng đường trong máu trước, trong và sau khi tập thể dục để biết được tình trạng sức khỏe. Để đạt được hiệu quả tối ưu, trước khi tập thể dục nên tính toán thời gian phù hợp để cơ thể đủ năng lượng luyện tập. Có thể ăn nhẹ 1 hoặc 2 giờ trước khi tập luyện, trong 2 giờ khi tập để bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, nếu đang giảm cân, phải cẩn thận hơn để đảm bảo không ăn quá nhiều. Người bệnh nên duy trì luyện tập thể dục thường xuyên dù ở phòng tập thể dục hay ở nhà để tăng cường sức đề kháng, kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, người bệnh nên kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh để làm giảm nguy cơ gây biến chứng mạch tim. 6. Tập dưỡng sinh. Tập dưỡng sinh với nhiều động tác được thực hiện một cách chậm rãi, thoải mái từ 30 phút trở lên. Đây là hình thức luyện tập lý tưởng cho người bệnh tiểu đường có khả năng gắng sức hạn chế. Các động tác nhẹ nhàng nhưng giúp giảm nguy cơ té ngã, giảm căng thẳng, cải thiện sự cân bằng, giảm tổn thương thần kinh do biến chứng tiểu đường. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là những lưu ý thời điểm không nên ăn chuối giúp người bệnh có thêm kiến thức về phòng và chữa bệnh tiểu đường rất hiệu quả, giúp quý vị ổn định đường huyết, bảo vệ sức khỏe. Rất hy vọng với những nội dung trên đây sẽ có ích cho quý vị trong việc phòng trị bệnh tiểu đường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.